ra ngoài mình ơi. Bạn đã biết hàng xóm là lưu manh. Bạn đã biết họ thường dối trá. Đến một ngày, bạn nghe tin hàng xóm của bạn còn giết người hàng loạt. Không chỉ trong quá khứ, mà còn ở hiện tại. Liệu bạn có tin không? Nhiều người không thể tin rằng sự việc như vậy có thể xảy ra ở thế kỷ 21. Nó như thể là chuyện viễn tưởng hay phim kinh dị. Thực tế là họ đã làm phim kinh dị về vấn đề này cách đây vài năm. Có một bộ phim của Hàn Quốc kể về một đôi uyên ương đi hưởng từng trăng mật ở Trung Quốc. Người phụ nữ mất tích và bị lấy cắp nội tạng. Đó là một bộ phim hư cấu rất ăn khách. Nhưng điều chúng ta đang nói không phải là hư cấu, mà là thực tế. Ở Trung Quốc, chuyện mổ cướp nội tạng không chỉ có thật, mà còn được nhà nước hậu thuẫn. Nó được điều hành bởi đương quyền Trung Quốc. Hoạt động thu hoạch tạng này bắt nguồn từ đâu? Nó bắt đầu từ các bệnh viện quân đội, sau đó cảnh sát vũ trang cũng tham gia. Và thực tế là gần như có sự cạnh tranh giữa các bệnh viện cảnh sát và bệnh viện quân đội. Không thể có chuyện Đảng Cộng sản Trung Quốc không giám sát và bảo trợ cho hoạt động này. Bởi vì đó là một tội ác kinh khủng và không thể tưởng tượng nổi, nên thật khó có thể tin nổi khi mới nghe lần đầu. Sau đây là phán quyết của tòa án. Trong hơn một thập niên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã bị cáo buộc công khai về những hành động tàn bạo và gian ác, tương đương với sự tàn bạo và gian ác của những kẻ tra tấn và hành quyết thời Trung Cổ. Tòa án kết luận rằng chắc chắn Pháp Luân Công là nguồn nội tạng bị thu hoạch cưỡng bức và khả năng đây là nguồn nội tạng chủ yếu. Các bác sĩ giết hại các học viên Pháp Luân Công vô tội chỉ vì họ sống theo nguyên lý chân thiện nhẫn và luyện tập các bài thiền định tốt cho sức khỏe. Tòa án không chỉ kết luận rằng tội ác này chắc chắn đang diễn ra, mà còn phán quyết rằng đó là một tội ác chống lại loài người. Bạn có thể nghĩ, chuyện ở Trung Quốc thì liên quan gì đến chúng ta? Nhưng cái ác không có biên giới. Ai có thể tự tin nói rằng những người thân yêu của chúng ta sẽ an toàn khi cái ác được bảo hộ? Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng, là một mối đe dọa đối với toàn bộ nền văn minh của chúng ta. Nó làm thay đổi nền tảng căn bản của ý nghĩa con người là gì, khi người ta có thể coi một người đang sống như một món hàng để thu hoạch nội tạng, thì chúng ta cần xem xét cuộc sống sẽ như thế nào với con cháu của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần lên tiếng phản đối điều đó.